Các bạn đang nghe truyện cẩu thả thành thánh nhân tiên quan triệu ta chăm ngựa trên kênh TV Audio CV. Chương 471, Yêu Sư Hiện, Đế Tà Kinh Hải, 1 Thiên hạ đại loạn, khói lửa ngút trời, yêu khí mênh mông từ khắp nơi trên thế gian bốc lên, muốn bao trùm cả mặt đất. Đông tuyết lạnh hơn mọi năm, cố an khoác áo tơi, hóa thân thành thanh hiệp, trong rủi nhân gian. Trong một thị trấn nhỏ như trăng khuyết giữa núi non, ánh lửa chập chờn, khói xanh lượn lờ, trên trời có đàn quả đen dày đặc bay quanh. Tiếng gào thét, tiếng khóc, tiếng gầm vang vọng hòa quyện vào nhau. Cố An từ rừng núi lao ra, tung người lên như chim ưng, từ vách núi lao về phía thị trấn. Theo ánh mắt hắn nhìn tới, trong trấn có đủ loại yêu ma quỷ quái đang tàn sát dân chúng. Một số người chưa chết đã bị yêu quái ăn tươi từ chân trở lên, cảnh tượng vô cùng kinh hãi. Chưa đến nửa nén hương, trong thị trấn chỉ còn lại tiếng khóc, Cố An từ trong trấn đi ra, hắn khẽ vẫy thanh kiếm cho máu yêu văng hết rồi thu thanh hồng kiếm vào vỏ. Dù phía sau là đau thương tan tóc, hắn cũng không ngoảnh lại. Đã 10 ngày từ khi yêu tổ sống lại. Bắc cảnh của Đại Khương Hoàng Triều đang giao tranh ác liệt, lúc này còn có cả Đại Tu Sĩ Đại Thừa Cảnh tham chiến. Không chỉ Đại Khương, biên giới thiên ngụy cũng đang bị Đại Hồng Thủy Yêu Ma tấn công. Thái Thương Hoàng Triều tuy không cần bảo vệ biên giới, nhưng bên trong Giang Sơn, yêu ma cũng hoành hành, nguy cơ không kém gì hai triều còn lại. Yêu hoàng chưa ra tay, yêu tổ vẫn chưa xuất hiện, cố an đương nhiên không vội. Với quy mô hiện tại, cho dù yêu hoàng và yêu tổ bị giết, nhân tộc tam triều vẫn phải chịu đựng loạn lạc bởi yêu ma trong thời gian dài. Vừa cứu người vừa tích lũy thọ mệnh, đối với cố an mà nói, đây là cơ hội hiếm có. Cố An không thi triển vô cực tự tại bộ, mà ngự kiếm phi hành. Trên đường đi, hắn nhìn thấy rất nhiều đệ tử thái huyền môn bất giác số lượng tu sĩ thái huyền môn đã chiếm đến một phần ba tu tiên giới thái thương hoàng triều đi đâu cũng có thể gặp đệ tử thái huyền đủ thấy mấy năm nay thái huyền môn phát triển mạnh mẽ thế nào mãi đến tối cố an mới trở về huyền tốc hắn ngồi trước bàn lấy bút giấy ra bắt đầu viết sách dựa vào việc viết sách để xua tan sát khí trong lòng sát luộc quá nhiều sẽ sinh ra sát tâm hơn nữa chứng kiến quá nhiều cảnh tượng bi thảm khiến tâm trạng hắn không tốt cần tự điều chỉnh dù là du tiên hắn vẫn chưa có đạo tâm của tiên nhân hắn cũng đang từng bước xây dựng đạo tâm tu vi hắn cao như vậy nhưng thực ra hắn cũng chỉ là một người sống chưa đến trăm tuổi tâm thái của con người cần thay đổi từ từ mà tiên nhân thực sự nào chẳng trải qua hàng ngàn năm chìm nổi chốn hồng trần trăng lặng mặt trời mọc sáng hôm sau thái huyền môn vang lên tiếng chung triệu tập đệ tử nội môn vì thân phận của cố an đã được nâng lên cấp bậc đệ tử nội môn nhưng hắn không cần tham gia các công việc của đệ tử nội môn chỉ cần tập trung trồng dược thảo cố an đến đệ tam dược cốc bắt đầu hái dược liệu đã chín đột nhiên hắn cảm nhận được một trận đại chiến kinh thiên ở phương xa áp lực từ nơi đó cách xa hàng triệu dặm truyền đến thái huyền môn một trong những người tham chiến chính là huyền thiên ý huyền thiên ý đang chiến đấu với ba đại yêu vương cả ba đều có tu vi đại thừa cảnh cố an có thể cảm nhận được yêu khí của hai trong số ba đại yêu vương kia rất bất ổn như vừa mới đột phá không biết là do yêu tổ gây ra hay thất tinh linh cảnh dở trò giao tranh giữa bốn cường giả đại thừa cảnh thanh thế lớn biết bao áp lực khiến chúng sinh run sợ các đệ tử trong cốc thấp thỏm lo âu từ khi đại kiếp yêu ma bùng nổ dù họ không tham chiến nhưng thỉnh thoảng vẫn cảm nhận được áp lực đáng sợ khiến họ không khỏi lo lắng sợ hãi Cố An lại rất bình tĩnh, tiếp tục hái dược. Hiện nay, chỉ dựa vào huyền cốc, bát cảnh động thiên, đệ tam dược cốc, thiên nhai cốc, huyền thiên động phủ, niệm sơ động phủ, sơn thần quán. Mỗi năm Cố An đã thu hoạch được ít nhất 25 vạn năm thọ mệnh, thỉnh thoảng còn bùng nổ hơn nữa. Nếu đại kiếp yêu ma kết thúc mà thất tinh linh cảnh không có động thái gì, Cố An cũng sẽ không chủ động ra tay với bọn chúng. Đối với hắn, thời gian kéo dài càng lâu càng có lợi. Sau khi cố an hái xong dược liệu, đang định rời đi thì đột nhiên cảm nhận được điều gì, ánh mắt không khỏi nhìn về phía ngoại môn thành trì. Hắn dặn tiểu xuyên vài câu, rồi bay về phía thành trì ngoại môn. Nửa canh giờ sau, cố an đến mép bổ thiên đài, ngẩng đầu nhìn đế tà. Đế tà đang ngộ kiếm dưới hai chữ chính đạo. Nhiều năm trôi qua, cố an có thể cảm nhận được trong cơ thể hắn đã tích lũy một luồng kiếm ý yêu luyện kiếm, chẳng lẽ thành kiếm yêu, cố an thầm nghĩ, ánh mắt hắn nhìn về những người khác trên bổ thiên đài, liên tục dùng thọ mệnh để tra xét. Hắn đang đợi một người xuất hiện. Nói chính xác là đợi một con yêu xuất hiện. Một lúc sau, một bóng người bước lên bổ thiên đài, vừa vặn đi ngang qua cố an. Yêu sư, niết bàn cảnh tầng 2 30.290 phần 90.000 phần 17000 niết bàn cảnh tầng 2, yêu sư, cố an biết đến sự tồn tại của yêu sư, một đại yêu tuyệt thế có địa vị chỉ dưới yêu hoàng ở yêu ma chi địa đối với hách nha yêu sứ yêu sư cao thâm khó lường không biết rõ tu vi yêu sư chắc chắn có tên khác nhưng tên hiển thị khi tra xét thọ mệnh có thể là danh hiệu giống như khi tra xét lý huyền diệu lại hiện ra tên là huyền diệu chân nhân cố an suy đoán điều này liên quan đến độ nổi tiếng của cái tên hầu hết mọi người chỉ biết đến danh hiệu huyền diệu chân nhân không biết tên lý huyền diệu nên khi tra xét thọ mệnh cái tên hiện ra là bốn chữ huyền diệu chân nhân yêu sư hóa thành một nam tử trung niên mặc áo xám khí chất nho nhã dung mạo anh tuấn trên người không có chút yêu khí nào tu vi trông chỉ như kết đan cảnh hắn không chú ý đến cố an vì hai bên có khá nhiều tu sĩ hắn đi thẳng đến phía sau đế tà không lên tiếng chỉ lặng lẽ quan sát hai chữ chính đạo một lúc lâu sau yêu sư lên tiếng tán thưởng kiếm ý thật bá đạo phù đạo kiếm tôn quả nhiên danh bất hư truyền đế tà đột nhiên mở mắt quay đầu nhìn hắn, vẻ mặt không thể tin được. Hắn vội vàng đứng dậy, đối mặt với yêu sư, trầm giọng hỏi: "Sao ngươi lại đến đây?" Các tu sĩ xung quanh chỉ liếc nhìn họ một cái, không mấy quan tâm. Yêu sư khẽ cười nói: "Ta đến thăm ngươi, tiện thể xem thái huyền môn." Đế Tà hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh lại. Hắn biết rõ thực lực của yêu sư. Phụ hoàng hắn từng nói, 72 đại yêu vương liên thủ cũng không phải là đối thủ của yêu sư. Điều đó có nghĩa là cảnh giới của yêu sư cao hơn đại thừa cảnh. Dù Thái Huyền Môn có phù đạo kiếm tôn, một đại tu sĩ thần bí như vậy, nhưng nếu giao chiến, Thái Huyền Môn chắc chắn sẽ bị sang thành bình địa. Đến Thái Huyền Môn nhiều năm như vậy, đế tà rất thích nơi này, không muốn Thái Huyền Môn bị hủy diệt quá sớm. Yêu sư nhìn quanh bổ thiên đài, cười nói, Thái Huyền Môn thật khí phái, chẳng trách nào lại ẩn giấu thiên mệnh. Thiên mệnh? Thiên mệnh gì? Đế tà nhíu mày hỏi hắn rất cẩn thận, sợ bị người khác phát hiện ra thân phận thật của yêu sư. yêu sư cười nói, trong quá trình ta suy diễn, thiên số đã thay đổi, nhưng ta không thể tính ra được thiên mệnh vì sao lại thay đổi. tuy nhiên, ta phát hiện ra thiên số của nhân tộc tam triều cũng thay đổi, trong đó thái huyền môn biến đổi lớn nhất. đế ta thấp giọng hỏi, ngươi đến đây, rốt cuộc có mục đích gì? yêu sư nở một nụ cười, càng cười càng trở nên dữ tợn và lạnh lẽo hai người họ không chú ý rằng đã có người rời khỏi bổ thiên đài. Cố An đến một con hẻm nhỏ, sau đó bước một bước đến huyền thiên động phủ trong dãy núi Bắc Hải. Hắn đứng dưới cây thanh tâm, rút đoạn thiên phủ cắm trên mặt đất lên, rồi lóe lên đến đỉnh một ngọn núi cách đó vạn dặm. Hắn nâng đoạn thiên phủ lên, bắt đầu nhắm về phía bổ thiên đài của Thái Huyền Môn. Thanh phủ này để ở huyền thiên động phủ cũng lãng phí, chi bằng dùng nó để lưu lại một truyền thừa cho Thái Huyền Môn sau khi nhắm kỹ hắn nhẹ nhàng ném đoạn thiên phủ đi nhìn có vẻ tùy ý nhưng vừa ra khỏi tay đoạn thiên phủ lập tức bùng nổ sức mạnh khủng khiếp không gian bị vặn vẹo rõ rệt tạo ra hiệu ứng thị giác cực mạnh gió lốc nghiền nát toàn bộ rừng núi xung quanh ngay cả biển mây trên trời cũng bị thổi bay gió mạnh thổi tung mái tóc đen của cố an hắn mỉm cười thần thức theo sát đoạn thiên phủ trên bộ thiên đài đối mặt với câu hỏi của đế tà yêu sư xòe tay cười nói ta có thể có mục đích gì chứ chỉ là đột nhiên sắc mặt hắn kịch biến theo phản xạ muốn né tránh nhưng phản ứng của hắn vẫn chậm hơn một bước ầm uhm, kèm theo âm thanh chấn động vang dội một chiếc rìu từ trên trời giáng xuống đập trúng yêu sư máu thịt bắn tung tóe đế tà bị biến thành người máu trong nháy mắt đế tà sững sờ mắt mở to vô thức các tu sĩ xung quanh cũng bị bắn đầy máu khí lãng kinh khủng hất văng tất cả bọn họ ra ngoài chỉ trừ đế tà. Bộ thiên đài rung chuyển dữ dội, khiến mọi người sợ hãi rung lên, vội vàng quay đầu nhìn lại. Tất cả mọi người nhìn chầm chầm, đều bị dọa choáng váng. Chỉ thấy một chiếc rìu đen gắn chặt trên bộ thiên đài, dưới lưỡi rìu là một đống máu thịt nát bét, một vài tia khí lưu quanh lưỡi rìu như ngọn lửa đang cháy. Máu thịt dưới lưỡi rìu liên tục phun ra những bọc máu, yêu khí không ngừng tuôn ra. Dần dần, một bộ xương trắng hiện lên, không thể phân biệt được là chủng tộc gì nhưng tuyệt đối không phải là người đế tà vẫn đứng nguyên tại chỗ cả người như bị sét đánh không dám cử động từng bóng người xuất hiện thái thượng trưởng lão huyền tuyền lão tổ cũng đến huyền tuyền lão tổ biến sắc trầm giọng nói đây là yêu quái hơn nữa là đại yêu quái có cảnh giới cao hơn huyền tâm cảnh lời vừa dứt tất cả mọi người đều kinh hãi đại yêu quái lại lẻn vào được thái huyền môn sao trời ơi vừa nãy ta còn nhìn hắn một cái tưởng hắn là người, không ngờ lại là yêu quái, chiếc rìu này có lai lịch gì? Thái Huyền môn của chúng ta có người dùng rìu sao? Các ngươi cảm nhận kỹ xem, trên chiếc rìu có kiếm ý, chẳng phải là kiếm ý của Phù đạo kiếm tôn sao? Khi có người nhận ra kiếm ý còn sót lại trên đoạn thiên phủ, nỗi sợ hãi của mọi người lập tức biến mất, thay vào đó là sự hưng phấn và vui mừng. Phù đạo kiếm tôn luôn âm thầm bảo vệ họ, Phù đạo kiếm tôn đế tà ngây ngốc nhìn đoạn thiên phủ, thi thể bị đập nát của yêu sư khiến hắn vô cùng sợ hãi phù đạo kiếm tôn có thể nhìn ra yêu sư là yêu, đương nhiên cũng có thể nhìn ra chân thân của hắn. Vì sao phù đạo kiếm tôn không giết hắn, chẳng lẽ vì hắn chưa làm loạn, lúc này, đế tà kính sợ phù đạo kiếm tôn đến cực điểm. Hắn có thể khẳng định phù đạo kiếm tôn nhất định mạnh hơn phù hoàng của hắn, không cần hiện thân mà có thể một kích giết chết yêu sư, phù hoàng hắn không làm được điều đó. Huyền tuyền lão tổ tiến lên một bước, nắm lấy cán rìu muốn nhấc lên, kết quả sắc mặt đại biến hắn bắt đầu vận công, toàn bộ bổ thiên đài rung chuyển theo. Dưới ánh mắt của mọi người, huyền tuyền lão tổ cố gắng hết sức nhưng đoạn thiên phủ vẫn không hề lay động, vẻ mặt của vị thái thượng trưởng lão này vô cùng ngưng trọng. Huyền tuyền lão tổ cố gắng một hồi lâu nhưng vẫn không thể nhất được đoạn thiên phủ. Hắn đành phải buông tay và lùi lại, điều này khiến tất cả những người đang quan sát hiểu rõ một chuyện. Đó chính là huyền tuyền lão tổ kém lợi hại hơn nhiều so với phù đạo kiếm tôn, mặc dù họ đã nghĩ như vậy từ lâu, nhưng khi chứng kiến cảnh này họ vẫn không khỏi chấn động trước khoảng cách quá lớn giữa hai người tu vi cảnh giới của phù đạo kiếm tôn cao đến mức nào ngay lúc này lưỡi của đoạn thiên phủ bùng phát ra từng luồng kiếm khí rơi xuống mặt đất khiến đá vụn bay tứ tung làm mọi người sợ hãi lùi lại đế tà cũng đã tỉnh lại chỉ là vẻ mặt của hắn rất phức tạp cả người như mất hồn những người khác còn tưởng rằng hắn bị dọa đến ngu luôn rồi mọi người chăm chú nhìn thấy trên bục xuất hiện hai hàng chữ người nhất được phủ sẽ nhận được truyền thừa tám chữ này khiến hơi thở của không ít người trở nên gấp cáp. lập tức có một trưởng lão tiến lên thử nhất đoạn thiên phủ. ở một bên khác, cố an đã trở về ngoại môn thành trì. hắn đi đến trì bổ thiên đài, nhìn những tu sĩ đang cố gắng nhất đoạn thiên phủ, khóe miệng khẽ nhếch lên. đoạn thiên phủ được rèn từ minh thiết bắc hải triệu năm, đại thừa tu sĩ không sử dụng linh lực cũng sẽ cảm thấy nặng nề huống hồ cố an còn rót vào đoạn thiên phủ pháp lực và kiếm ý không phải tán tiên không thể nhất được chiếc phủ này trong thái huyền môn không có ai có thể nhất được nó cố an cũng không phải cố ý làm khó bọn họ hắn sẽ khảo sát ra người kế thừa thích hợp trong những năm tháng sau này đúng lúc trong khoảng thời gian này có thể xóa sổ thất tinh linh cảnh đoạn thiên thần phủ là một trong chín đại truyền thừa của thất tinh linh cảnh truyền thụ trước cho đệ tử thái huyền môn chỉ gây thêm phiền phức Cảm sát yêu sư mang lại cho cố an tận 6.300 năm tuổi thọ, xem như là một lần bạo phát lớn. Bạch cốt của yêu sư vẫn còn dưới đoạn thiên phủ, chưa hóa thành cho bụi. Bảo vật tối cao như vậy, cố an cũng không vội thu lấy, có đoạn thiên phủ trấn áp, không ai có thể lấy được bộ xương trắng này. Nhìn một lúc, cố an quay người rời đi. Trên đường đi, các đệ tử vẫn hăng hái bàn luận về phù đạo kiếm tôn, không hề hay biết rằng phù đạo kiếm tôn vừa đi ngang qua bọn họ. Huyền tuyền lão tổ đi đến trước mặt đế tà, vẻ mặt nghiêm nghị nói, đi theo ta một chuyến. Đế tà đầy mặt máu me, lấy lại tinh thần, hắn không phản kháng, chỉ gật đầu đồng ý tam thanh sơn. Trên vách núi, Lý Nha đang luyện kiếm, thanh trọng kiếm Bắc hải trong tay vung lên tạo gió. So với nhiều năm trước, giờ đây vung kiếm không còn cảm giác nặng nề, ngược lại còn có cảm giác phiêu giật, túng mỹ. Hồn phách của lão tổ Lý Gia lơ lửng dưới gốc cây bên cạnh, ánh mắt nhìn về phía xa, lông mày nhíu chặt không biết đang nghĩ gì đợi lý nha luyện kiếm xong quay đầu nhìn lão tổ lý gia đắc ý hỏi lão tổ thế nào bộ kiếm chiêu này của ta đã phản phát quy chân chưa nếu ta thi triển kiếm ý quy lực của nó ngay cả ta cũng không dám tưởng tượng lần sau gặp lại an hạo ta chưa chắc đã thua lão tổ lý gia không để ý đến hắn vẫn xuất thần lý nha đi đến trước mặt lão tổ vẫy vẫy tay không hài lòng nói ngươi đang nhìn gì vậy ta đang nói chuyện với ngươi đừng ồn ta đang quan chiến lão tổ lý gia hừ lạnh nói lý nha không khỏi tò mò hỏi trận chiến cảnh giới nào hợp thể cảnh lý nha vừa nghe lập tức mất hứng hắn nâng thanh trọng kiếm bắc hải trong tay lên nói đừng xem nữa hiện tại là thời đại của huyền tâm cảnh đại thừa cảnh hợp thể cảnh tính là gì ta sớm muộn gì cũng đạt đến ta muốn xuống núi nói đến đây Sắc mặt của hắn trở nên nghiêm túc. Lão tổ Lý gia tùy ý đáp, "Xuống đi." Lý nha vừa nghe, lập tức quay người rời đi. "Chờ đã, ngươi muốn đi đâu?" Lão tổ Lý gia lấy lại tinh thần, vội vàng hỏi. Trở về Thái Huyền môn, đại giang hoàng triều, trong một đại sảnh. "Ha ha 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 ha." Vẫn là Thái Huyền môn của ta lợi hại, phù đạo kiếm tôn có thể một phủ đập chết một đại thừa cảnh tu sĩ sợ rằng tu vi của hắn sắp đuổi kịp ta rồi. Huyền Thiên Ý ngồi ở ghế chủ tọa, tức giọng cười lớn. Lương Thương Hải ngồi bên cạnh hắn cũng vuốt râu cười. Mặc dù lời của Huyền Thiên Ý rất cuồng vọng, nhưng không sao cả, phù đạo kiếm tôn ra tay đối với nhân tộc mà nói là một chuyện tốt. Các tu sĩ của các giáo phái khác nhau cũng đều khen ngợi, tu vi của người có mặt thấp nhất cũng là huyền tâm cảnh, môn chủ thái huyền môn lữ bại thiên thậm chí không có tư cách vào sảnh, bởi vì bọn họ đang thảo luận chiến lược đối phó với huyền tâm cảnh và đại thừa cảnh yêu ma một đại tu sĩ huyền tâm cảnh lên tiếng hỏi vì sao không để phù đạo kiếm tôn đến tiền tuyến lời vừa dứt nhận được sự hưởng ứng của nhiều người họ cho rằng nếu phù đạo kiếm tôn đến áp lực của họ nhất định sẽ giảm đi một nữ tử mặc đồ đen lên tiếng chúng ta cũng không rõ phù đạo kiếm tôn cụ thể là ai hắn chỉ đang bảo vệ thái huyền môn chúng ta không thể bắt hắn ra tay càng không thể dùng dư luận ép buộc hắn nàng đeo mạng che mặt là thái thượng trưởng lão của thái huyền môn tên là tố tâm tiên tử lời của nàng khiến mọi người gật đầu có người đề cập phù đạo kiếm tôn biết ma ảnh thần công có khả năng xuất thân từ thiên thu cát chỉ là đã cải tà quy chính vì vậy hắn không tiện dùng mặt thật để gặp người nếu như vậy chúng ta càng không thể mời hắn ra tay lương thương hải nói trước đây cửu u chi lộ xuất hiện phù đạo kiếm tôn đã từng ra tay ta dự đoán sau này hắn sẽ còn ra tay chỉ là hắn có tính toán của riêng mình đừng quên chúng ta đến nay vẫn không rõ yêu hoàng yêu sư mạnh đến mức nào còn có cả yêu tổ thần bí kia có lẽ phù đạo kiếm tôn cũng đang lo lắng về việc này nên âm thầm chờ đợi mọi người cảm thấy có lý nên bắt đầu thảo luận về yêu hoàng và yêu sư một lão đạo sĩ ở tam thanh sơn đột nhiên nói yêu quái chết dưới tay phù đạo kiếm tôn có thể là yêu hoàng hoặc yêu sư hay không nghe vậy mọi người đều nhíu mày Lương Thương Hải trầm giọng nói, chuyện này thực sự cần phải xác định, bất kể là yêu hoàng hay yêu sư, chỉ cần một người chết, đều có lợi cho kế hoạch tiếp theo của chúng ta. Hiện tại chúng ta đang sợ hãi sức mạnh chưa biết của yêu ma chi địa, dày dặt cẩn trọng, không có lợi cho cuộc chiến lâu dài. Huyền Thiên Ý lên tiếng, ta sẽ về một chuyến, chậm nhất là ngày mai sẽ trở lại. Người khác đều không có ý kiến, Thái Huyền Môn trên mặt chỉ có một đại thừa cảnh tu sĩ này, bọn họ không thể để đạo quân đi Thái Huyền Môn được. Lương Thương Hải, người đứng đầu liên minh, cũng đồng ý, vì vậy Huyền Thiên Ý lập tức lên đường. Lúc hoàng hôn, Thái Huyền Môn, ngoại môn thành trì. Huyền Thiên Ý bước lên bổ thiên đài, sự xuất hiện của hắn khiến nhiều đệ tử nội môn trợn tròn mắt. Ngoại môn thành trì này tụ tập không ít đệ tử nội môn, hoặc là đến chiêm ngưỡng đoạn thiên phủ, hoặc là đến ngộ kiếm, mà đệ tử nội môn phần lớn đều đã nghe Huyền Thiên Ý giảng đạo, nên có thể nhận ra hắn ngay. Trong chốc lát, Bộ thiên đài rơi vào im lặng những đệ tử ngoại môn cũng chú ý đến bầu không khí không đúng nên theo ánh mắt của người khác nhìn lại huyền thiên ý đi thẳng đến trước đoạn thiên phủ một đệ tử đang cố gắng nhất đoạn thiên phủ bị bạn đi cùng đẩy một cái hắn theo phản xạ nhìn về phía huyền thiên ý sắc mặt đại biến vội vàng lùi lại còn giơ tay hành lễ với huyền thiên ý huyền thiên ý khẽ gật đầu hắn tiến lên hai bước đối diện với đoạn thiên phủ hắn nhìn nét chữ trên mặt đất đôi mắt không khỏi nheo lại kiếm ý thật bá đạo chỉ riêng kiếm ý này hắn đã nhận ra mình không bằng phù đạo kiếm tôn điều này khiến hắn có nhiều suy đoán hơn về phù đạo kiếm tôn người này tuyệt đối không phải là tu sĩ do thái huyền môn bồi dưỡng lý do hắn bảo vệ thái huyền môn có lẽ là đang ẩn nấp trong thái huyền môn ánh mắt của hắn nhìn về bộ xương trắng của yêu sư cẩn thận quan sát thậm chí dùng thần thức để dò xét ngày càng có nhiều tu sĩ tụ tập lại thì thầm to nhỏ rất nhanh ngay cả đệ tử ngoại môn cũng biết hắn là đại sư huynh truyền chân huyền thiên ý điều này khiến tất cả mọi người đều phấn khích ngay cả đại sư huynh truyền chân cũng muốn đến khiêu chiến truyền thừa của phù đạo kiếm tôn sao mặc dù những năm gần đây huyền thiên ý nổi danh lừng lẫy nhưng trong lòng nhiều đệ tử hắn vẫn không bằng phù đạo kiếm tôn bởi vì phù đạo kiếm tôn đủ thần bí kiếm mày của huyền thiên ý đột nhiên nhíu lại trong mắt lộ ra vẻ kinh sợ bộ xương này tuyệt đối không phải đại thừa cảnh cảnh giới của nó còn cao hơn Huyền Thiên Ý đã từng ra hải ngoại mạo hiểm nhiều năm như vậy, cũng từng gặp qua đại tu sĩ, yêu ma niết bàn cảnh, thậm chí gặp qua tiên nhân. Phù đạo kiếm tôn vậy mà có thể dùng một phủ nghiền nát yêu quái niết bàn cảnh. Phù đạo kiếm tôn chẳng lẽ là tiên nhân? Huyền Thiên Ý lập tức giơ tay lên, nắm chặt lấy cán của đoạn thiên phủ. Nặng, đây là cảm giác đầu tiên của Huyền Thiên Ý lúc này, Huyền Tuyền Lão Tổ, Lục Linh Quân cũng đến gần. Tò mò nhìn Huyền Thiên Ý, Lục Linh Quân cũng từng đến nhất đoạn thiên phủ, căn bản không thể nhấc lên được, nên nàng rất tò mò liệu Huyền Thiên Ý có thể nhấc lên được hay không. Huyền Thiên Ý dùng sức bằng một tay, căn bản không thể lay động được đoạn thiên phủ. Trong mắt hắn lóe lên vẻ tà nhẫn. Ầm, uhm, một luồng khí thế khủng bố bùng phát, khiến mọi người xung quanh kinh hãi rút lui, toàn bộ bổ thiên đài rung lắc dữ dội, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể nứt ra. Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn Huyền Thiên Ý, tu vi như thế nào mới có thể có khí thế như vậy, linh lực bùng phát tạo thành luồng gió mạnh bao quanh cơ thể huyền thiên ý, ngay cả y phục của hắn cũng bị thổi phồng lên. Hắn thậm chí cúi người xuống, dốc hết sức lực để muốn nhấc đoạn thiên phủ lên. Tuy nhiên, đoạn thiên phủ không hề lay động chút nào. Sao có thể đôi mắt của huyền thiên ý tràn đầy ti máu, hắn đã mất bình tĩnh rồi. Hắn thừa nhận mình yếu hơn phù đạo kiếm tôn, nhưng không thể nhấc được pháp khí của phù đạo kiếm tôn, làm sao hắn có thể chấp nhận được, đôi mắt của hắn mở to, khí thế đột nhiên tăng lên, của hắn bị kéo lên, trên cổ hiện ra từng đường phù văn màu xanh kỳ lạ. Dược cốc thứ ba Người đang gieo hạt là cố an ngẩng đầu nhìn lại, trong mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc. Huyền thiên ý này không đơn giản chút nào, khí thế này đã gần bằng niết bàn cảnh rồi, phải biết rằng huyền thiên ý chỉ là tu vi đại thừa cảnh tầng 6, đại thừa chi cảnh, trên lệch một tầng tiểu cảnh giới cũng khó vượt qua, vậy mà huyền thiên ý có thể bùng nổ ra khí thế tương đương với niết bàn cảnh. Đây là điều không thể tin được, Cố An bắt đầu tò mò về công pháp của Huyền Thiên Ý. Trước đó, Huyền Thiên Ý đã đưa công pháp cho hắn, chỉ là hắn lười không muốn xem. Một bên khác, trên Bổ Thiên Đài, Huyền Thiên Ý đã sử dụng bí pháp nhưng vẫn không thể lay động được Đoạn Thiên Phủ, chỉ thấy gân xanh trên trán hắn nổi lên. Tất cả những người quan sát đều bị chấn động, bao gồm cả Huyền Tuyền lão tổ và Lục Linh Quân. Khí thế của Huyền Thiên Ý mạnh mẽ như vậy mà vẫn không thể lay động được Đoạn Thiên Phủ phù đạo kiếm tôn rốt cuộc là có tu vi như thế nào càng nghĩ bọn họ càng kinh hãi lục linh quân càng thêm kính sợ thái huyền môn trước đây khi đạt đến huyền tâm cảnh nàng nghĩ mình có thể tung hoành ở thái huyền môn hôm nay chứng kiến nàng biết mình còn kém xa sau này không thể làm càng tránh đắc tội với phù đạo kiếm tôn mấy hơi thở sau khí thế của huyền thiên ý tiêu tán hắn từ từ đứng thẳng dậy buông tay phải ra đất trời yên tĩnh không ai dám quấy rầy hắn tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được sự ngạo mạn và tức giận của hắn không muốn chọc giận hắn trước đây huyền thiên ý tự xưng là đệ nhất tu sĩ của thái huyền môn thậm chí là thiên hạ hôm nay ngay cả một cây rìu của phù đạo kiếm tôn hắn cũng không nâng lên được chắc chắn hắn cảm thấy mất mặt trong lòng ấm ức ngay khi tất cả mọi người đang căng thẳng huyền thiên ý đột nhiên cười càng cười càng lớn tiếng sau đó thậm chí còn ngửa mặt lên trời cười to hắn giang rộng hai tay cười nói không ngờ thái huyền môn của chúng ta lại ẩn giấu một vị tu sĩ lợi hại như vậy là ta đã coi thường thiên hạ này bội phục bội phục hắn sảng khoái chấp nhận thất bại cũng khiến mọi người thở phào nhẹ nhõm dù hắn không bằng phù đạo kiếm tôn nhưng hắn vẫn là người mà thái huyền môn tôn sùng và kính trọng huyền tuyền lão tổ tiến lên một bước an ủi thiên ý ngươi đại diện cho tương lai của thái huyền môn ngươi có thể nhìn thoáng ra ta rất vui mừng các trưởng lão khác cũng lên tiếng an ủi huyền thiên ý quay người vung tay áo cười nói yên tâm đi không bằng người nhà ta sao có thể để bụng nhưng sẽ có một ngày ta khiêu chiến phù đạo kiếm tôn trước ngày đó phải diệt trừ yêu ma đại kiếp trước đã lời vừa dứt lập tức có người hò reo càng ngày càng có nhiều người hưởng ứng tất cả mọi người đều kính phục tấm lòng của huyền thiên ý còn huyền thiên ý ngẩng cao đầu vênh váo tự đắc thể hiện phong thái thiên kiêu thời gian trôi nhanh đêm xuống dược cốc thứ ba trong các lầu. Ầm, uhm, hắn mẹ nó, mất mặt quá, Huyền Thiên Ý đập bàn tức giận nói, một tay không nhịn được che mặt. Cố A ngồi đối diện hắn cảm thấy buồn cười, nói, có người mạnh hơn ngươi, không phải là chuyện tốt sao, ít nhất áp lực của ngươi không cần lớn như vậy. Huyền Thiên Ý che mặt, nói, ta biết, ta chỉ hối hận vì mình đã vội vàng, ta nên thử khi có ít người, không đúng, thực ra ta chỉ cần thử một chút rồi bỏ cuộc, kết quả là ta lại dùng bí pháp gây ra động tĩnh lớn như vậy căn bản là không thể xuống đài được hắn càng nói càng ủ rũ cố an thì âm thầm thích thú hắn lấy linh tử ra rót cho huyền thiên ý nói vậy thì mượn rượu giải sầu uống đợi ta thành tiên nhân nhất định phải lấy lại thể diện huyền thiên ý buồn bã nói hắn nhìn cố an nói ta nói với ngươi đừng nói ra ngoài ta chỉ bộc bạch với mình ngươi thôi cố an nói yên tâm đi chúng ta đã là huynh đệ kết bái mặt mũi của ngươi chính là mặt mũi của ta ta tự nhiên phải giúp ngươi che giấu hay cũng không biết phù đạo kiếm tôn rốt cuộc là ai rốt cuộc ẩn nấp ở đâu nói thật bây giờ ta rất muốn gặp hắn làm quen với hắn huyền thiên ý thở dài nói cố an trêu chọc nếu ngươi kết bái với phù đạo kiếm tôn ngươi có đồng ý bái hắn làm đại ca không đương nhiên ta đâu có mặt mũi để người khác làm đệ của ta hơn nửa tuổi của đối phương chắc chắn lớn hơn ta rất nhiều vậy sau này phù đạo kiếm tôn là đại ca, ngươi là nhị ca, ta là tam đệ. Ha ha ha, được, ta thấy được, huyền thiên ý cười hiếp mắt, bắt đầu cũng chén với cố an. Cố an cũng vui vẻ, cuối cùng từ tiểu đệ thăng cấp thành đại ca. Mặc dù huyền thiên ý lớn hơn hắn 500 tuổi, nhưng hắn lại phải làm tiểu đệ của người có cảnh giới thấp hơn, trong lòng vẫn có chút không thoải mái, bây giờ thì tốt rồi, hắn thành đại ca rồi. Sau khi trút bỏ được nỗi buồn, huyền thiên ý bắt đầu kể về việc đoạn thiên phủ nặng như thế nào ngươi không biết đâu huynh của ngươi thật sự đã dốc hết sức rồi nhưng cái điều đó nặng như thể có thiên đạo phụ thể vậy huyền thiên ý nói càng khoa trương cố an càng thích thú không hề cảm thấy phiền nhiễu thậm chí còn mong hắn nói nhiều hơn một chút mãi đến sáng hôm sau huyền thiên ý mới rời đi hắn phải đến tiền tuyến tham chiến không thể ở lại thái huyền môn cố an đi xuống lầu vương vai một cái ánh nắng chiếu lên người hắn hắn chỉ cảm thấy tinh thần sảng khoái. Thành tựu khi tru sát yêu sư cũng không bằng nghe huyền thiên ý khoác lát, để huyền thiên ý khoác lát thêm ba ngày ba đêm nữa, hắn cũng có thể nghe được. Cố An bắt đầu đi dạo trong dược cốc với tâm trạng vui vẻ, thỉnh thoảng chỉ đạo công việc cho các đệ tử, các đệ tử đều có thể cảm nhận được tâm trạng của hắn rất tốt. An tâm tìm đến hắn, nói, sư phụ, gần đây đồ nhi đang luyện kiếm, có thể cùng người giao đấu một lần, người đến chỉ điểm cho đồ nhi nàng không phải gây sự mà thật lòng cầu học. dù sao cố an cũng là thiên tài kim bản, mặc dù là người xếp cuối cùng. cố an sẵn khoái đồng ý, dẫn nàng đến bãi đất trống bên cạnh, bắt đầu giao đấu kiếm pháp. mặt trời không ngừng mọc lên, như hy vọng đang bay cao. ngày qua ngày trôi qua. sau khi yêu sư chết bất đắc kỳ tử, không còn yêu ma nào dám xâm nhập thái huyền môn, mà đế ta lại trở về bổ thiên đài, xem ra hắn đã được thái huyền môn công nhận. cuối năm một tin tức khiến thiên hạ chấn động, phù đạo kiếm tôn là tiên nhân, đây là huyền thiên ý đích thân nói, theo điều tra của bọn họ, con quái vật bị phù đạo kiếm tôn dùng một điều đập chết chính là yêu sư của yêu ma chi địa, một tồn tại mạnh mẽ vượt xa đại thừa cảnh. Tin tức này vừa lan ra, thiên hạ chấn kinh, sau chấn kinh là cuồng hỉ. Sĩ khí của tu sĩ tam triều tăng vọt, ngay cả các tu sĩ trừ yêu diệt ma khắp nơi cũng có thêm đấu chí. Có tiên nhân chống lưng, nhân tộc nhất định có thể vượt qua kiếp nạn này. Cố An ở Thái Huyền Môn sau khi biết được việc này, không hề vui mừng, chỉ cảm thấy phiền phức lớn. Lần này ánh mắt của yêu hoàng, yêu tổ, thất tinh linh cảnh chắc chắn sẽ đổ dồn lên phù đạo kiếm tôn. May mắn là không ai biết phù đạo kiếm tôn chính là hắn. Tuyết đông bắt đầu tan, cố an đến dự cốc thứ ba, hắn quay đầu nhìn về phía các lầu của mình. Chỉ thấy dưới các lầu có một người đang đứng. Cơ tiêu ngọc, Cơ tiêu ngọc nhìn khu vườn phía trước, lặng lẽ lên tiếng, dung mạo nàng tuyệt mỹ, khí chất như bụi trần, dù mặc một bộ đồ đen, cũng có khí chất tiên tử tại thế, thu hút sự chú ý của nhiều đệ tử. Cố An bước tới, đến bên cạnh cơ tiêu ngọc, mở miệng nói, tam tiểu thư, lâu rồi không gặp, sao cô lại đến, cơ tiêu ngọc thu ánh mắt lại, quay xa nhìn Cố An, cẩn thận đánh giá hắn, nói, trúc cơ cảnh tầng 7, tốc độ tăng trưởng tu vi cũng không tệ, kết đang có hy vọng. Cố An cười nói, ngồi trên một dược cốc lớn như vậy, cho dù là heo, cũng có thể kết đan, tu vi của ta đã được coi là rất chậm rồi. Cơ tiêu ngọc không phủ nhận, nói, cơ gia đã hoàn toàn rút khỏi thái huyền môn, ngươi thực sự không hối hận sao, hối hận cái gì? Ngươi chưa nghe nói sao, phù đạo kiếm tôn là tiên nhân, có hắn ở đây, thái huyền môn nhất định có thể vượt qua kiếp nạn này. Cố An lắc đầu nói, sau đó trên mặt lộ ra vẻ sùng bái. Hắn không phải tự khen mình, mà là muốn hòa nhập với tâm lý của các đệ tử Thái Huyền môn hiện tại. Bây giờ tất cả các đệ tử Thái Huyền môn đều coi phù đạo kiếm tôn là niềm tự hào, trong ba câu nói nhất định sẽ nhắc đến phù đạo kiếm tôn. Cơ Tiêu Ngọc mỉm cười, nói, "Phù đạo kiếm tôn quả thực lợi hại, ta cũng rất kính trọng hắn." "Đúng rồi, Tam tiểu thư, lần này ngươi trở về là vì chuyện gì?" Cố An hỏi tiếp. "Không phải bảo ngươi điều tra tình báo về Thất Tinh Linh cảnh sao?" sao lại trở về nhanh như vậy cơ tiêu ngọc nói lần này ta trở về chính là muốn gặp phù đạo kiếm tôn cố an trợn to mắt hỏi ngươi đã gặp lão nhân gia người cơ tiêu ngọc gật đầu nói hắn đã cứu ta một mạng là ân nhân cứu mạng của ta không đợi cố an hỏi thêm nàng nói tiếp ta muốn đến bổ thiên đài ngươi đi cùng ta được không cố an tự nhiên không có ý kiến gật đầu đồng ý vì vậy cơ tiêu ngọc vung tay áo dùng linh lực đưa cố an bay lên dưới huyền thanh thụ lục linh quân ngẩng đầu nhìn lông mày nhíu lại tiên thiên đạo phù lục linh quân dường như nhớ ra điều gì đó suy nghĩ chìm vào hồi ức không lâu sau cố an và cơ tiêu ngọc đến ngoại môn thành trì một đường bay lên bổ thiên đài có rất nhiều người vây quanh đoạn thiên phủ tả nhất kiếm cũng ở đó hắn đứng bên đoạn thiên phủ trầm giọng nói mỗi người chỉ được thử một lần không được mạo phạm kiếm tôn nếu không sẽ xử lý theo môn quy nghiêm khắc nhất hắn giơ thanh kiếm trong tay lên Mọi người xung quanh lập tức lùi lại. Thanh kiếm đó đã từng nhận được kiếm ý của Phù Đạo kiếm tôn, khiến tên tuổi của hắn được lan truyền rộng rãi, Thái Huyền môn cũng cho rằng hắn được Phù Đạo kiếm tôn coi trọng, dù sao Phù Đạo kiếm tôn cũng đã cứu hắn, vì vậy phái hắn đến canh giữ đoạn Thiên phủ, còn hắn thì không từ chối, ngược lại cảm thấy đó là vinh hạnh. Ngay cả con trai hắn là Tả Lân đến gần, cũng bị hắn nghiêm khắc quát mắng. Đợi đám đông tản ra, hắn mới lấy phong thần diễn nghĩa ra. Cố An và Cơ Tiêu Ngọc đến trước Đoạn Thiên Phủ, Tả Nhất kiếm liếc nhìn bọn họ một cái, nói: "Cố Hiền Chất, chỉ được rút một lần." Ngữ khí của hắn lạnh nhạt, Cố An không tức giận, ngược lại cảm thấy buồn cười. Tên này thú vị thật. Cơ Tiêu Ngọc không lập tức chạm vào Đoạn Thiên Phủ, nàng mở miệng nói: "Đoạn Thiên Phủ là do Huyền Thiên lão tổ rèn ra, lý do rèn cây rìu này là để thi triển một bộ rìu pháp tốt hơn, tên là Đoạn Thiên Thần Phủ, Đoạn Thiên Thần Phủ đại thành, có thể bổ ra bầu trời." là một trong chính đại truyền thừa của thánh địa, có lẽ nhắc đến đoạn thiên phủ sẽ nhận được truyền thừa của đoạn thiên thần phủ. Lời này vừa dứt, tả lân không nhịn được nhìn về phía nàng. Tả lân tự nhiên nhận ra nàng, lần đại yến cơ gia năm đó, hắn cũng đi, nhưng theo cơ gia rút khỏi thái huyền môn, hắn rất coi thường người cơ gia, nên vừa rồi không chào hỏi. Cố an không ngờ cơ tiêu ngọc lại đoán được kế hoạch của hắn. Người đoán được thì cứ để trong lòng, nói ra làm gì, sợ xung quanh không có tai mắt của thất tinh linh cảnh sao, cơ tiêu ngọc nâng tay, nắm lấy cán của đoạn thiên phủ. Ngay lúc này, Cố An đột nhiên cảm nhận được trong cơ thể nàng có một luồng sức mạnh thần bí đang dâng trào. Tiên thiên đạo phù, tên này muốn gian lận, khoảnh khắc kiều thiều ngọc nắm lấy chui búa, nàng cảm nhận được sự nặng nề của đoạn thiên phủ. Cảm giác nặng nề này đánh thẳng vào linh hồn, khiến nàng dâng lên một sự kính sợ. Sở dĩ như vậy, là do pháp lực của Cố An đang tác động ý thức được mình không thể nâng nổi đoạn thiên phủ nàng lập tức điều động sức mạnh của tiên thiên đạo phù đây là thành quả sau khi nàng đi thất tinh linh cảnh tu luyện trước đây nàng chỉ có thể tiếp phát một chút sức mạnh yếu ớt của tiên thiên đạo phù còn hiện tại nàng đã có thể tự chủ điều động được nó tiên thiên đạo phù phát ra hào quang sức mạnh vô hình tràn vào gân cốt nàng khí tức quanh thân nàng đột nhiên biến đổi tả nhất kiếm kinh ngạc nhìn sang những đại tu sĩ xung quanh cũng bị hấp dẫn ánh mắt tập trung vào nàng cố an lặng lẽ lùi lại một bước tránh bị người khác chú ý ngay cả khi kiều thiều ngọc điều động sức mạnh của tiên thiên đạo phù nàng cũng không thể nhấc nổi đoạn thiên phủ trước khi thất tinh linh cảnh bị diệt đoạn thiên phủ tuyệt đối không thể bị ai nhấc lên một lúc sau kiều thiều ngọc buông tay phải ra mặc dù thất bại nhưng trong quá trình này nàng không hề tỏ ra chật vật như huyền thiên ý ngay cả khi đã điều động sức mạnh của tiên thiên đạo phù tư thái của nàng vẫn trầm ổn dường như không hề dùng sức với thất bại của nàng không ai cảm thấy bất ngờ chỉ là càng thêm tò mò về khí tức vừa rồi nàng phát ra nàng quay người bước đến trước mặt cố an nhẹ giọng nói quả nhiên thất bại ngươi có muốn thử không cố an lắc đầu ngươi còn không được ta với tu vi này đi lên chỉ tổ làm trò cười thôi có lẽ thử thách truyền thừa này không phải kiểm tra tu vi mà là một loại đặc điểm nào đó kiều thiều ngọc suy đoán cố an thầm bất lực lại bị nàng đoán trúng rồi để tránh nghi ngờ cố an vẫn tiến lên thử hắn thậm chí dùng cả hai tay nắm chặt kéo vài lần đến đỏ cả mặt tả nhất kiếm cười nói cố hiền điệt đừng nản lòng chỉ cần đoạn thiên phủ còn ở đây ngươi vẫn còn cơ hội cố gắng tu luyện đi cố an vội vàng giơ tay hành lễ với ông sau đó rời đi tả nhất kiếm lại nâng phong thần diễn nghĩa lên tiếp tục thưởng thức rời khỏi bổ thiên đài Kiều Thiều Ngọc và Cố An chia tay. Cố An không về cốc, mà lang thang trong thành, giải khuây. Thiên hạ vẫn đại loạn, ngoại môn thành trì dường như không bị ảnh hưởng, vẫn náo nhiệt như thường, vì có phù đạo kiếm tôn che chở. Một canh giờ sau, Cố An mới rời khỏi ngoại môn thành trì, lại cải trang thành thanh hiệp, thành hiệp trượng nghĩa. Đông qua xuân qua, lại một mùa hè đến. Yêu sư chi tử không hề thay đổi đại cục thiên hạ, yêu ma đại kiếp vẫn tiếp tục, không ngừng có đại yêu vương kéo đến, mà yêu hoàng và yêu tổ vẫn bạc vô âm tính. Cuộc sống của Cố An trở nên rất bận rộn, ngoài việc hái hoa hái cỏ, hắn còn phải xuống núi trảm yêu trừ ma. Tuy bận rộn, nhưng thọ mệnh của hắn tăng lên rất nhanh. Hôm nay, Cố An vừa trừ xong một bầy yêu ma ở thị trấn, hắn đến bên một con suối nhỏ giữa núi, chuẩn bị rửa sạch máu yêu trên kiếm. Đang rửa kiếm, hắn đột nhiên cảm nhận được điều gì, ánh mắt nhìn về phía xa bên rì dãy núi Bắc Hải, một nhóm tu sĩ đang đại chiến. Tô Hàng cầm kiếm xương giao chiến với Võ Quyết, hai người giao đấu trên không trung, phía xa là bóng dáng cửu U Thập Tam Lệ chiến đấu với các đại tu sĩ nhà Chu. Tô Hàng vung kiếm nhanh chóng, sát khí ngút trời, lông mày nhíu chặt. Đối phương chỉ có tu vi nguyên anh tầng 1, vì sao lại khó đối phó như vậy? Hiện nay, Tô Hàng đã có tu vi hóa thần cảnh, dựa vào hận thiên thần kiếm và nghịch mệnh thần công, hắn tự tin đối mặt với bất kỳ tu sĩ hóa thần cảnh nào cũng không cảm thấy áp lực. Nhưng lần này tình huống lại khác, hắn không thể nào chế ngự được tên tu sĩ thấp giai này trong thời gian ngắn, quyền cước của võ quyết như gió, mỗi cú đấm tung ra, như mặt trời ban trưa, thế không thể cản, lực đạo bá đạo, ngay cả tô hàng cũng không thể đỡ được. Khác với sự ngạc nhiên của tô hàng, võ quyết rất hưng phấn, thậm chí còn hét lên. Chu Ngục đứng ở phía xa quan sát trận chiến của võ quyết, trên mặt lộ vẻ hài lòng với tu vi hợp thể tầng chính một mình hắn đã kiềm chế được 6 người trong cửu u thập tam lệ. Chu gia thiện về tu luyện thân thể, lấy thân thể làm binh khí. Chu ngục một tay cầm đao, hắc bào tung bay, mỗi chiêu thức đều rộng lớn, khí thế như chém núi đoạn sông. Trầm tâm tư đan, dĩ khí ngự thần, thân tức vi binh, binh tức vi thế, giọng nói của chu mục đột nhiên vang vọng giữa đất trời, như sấm rền vang. Võ quyết nghe thấy, lập tức nhắm mắt lại, hai nắm đấm trở nên chậm rãi nhưng áp lực mang đến cho tô hàng càng mạnh hơn tô hàng né tránh quyền phong rơi xuống trước một gốc cây hắn nhanh chóng vung kiếm hàng ngàn luồng kiếm khí màu đen cuồng bạo lao tới cuốn theo vô số lá vụn muốn nhấn chìm võ quyết võ quyết lơ lửng trên không nâng chân phải lên cơn gió lốc do chân tạo ra va chạm với kiếm khí của tô hàng ầm khi lãng bùng nổ võ quyết bị chấn lui hắn xoay người một vòng trên không vững vàng rơi xuống vách đá tô hàn nâng kiếm lên đỡ không lùi lại chỉ là đôi mắt mở to không nhận được hỏi tàn phong cước ngươi học từ ai võ quyết mở mắt nhìn hắn nói không phải tàn phong cước đây là cùng phong tuyệt ảnh cước do huynh đệ ta truyền thụ huynh đệ ngươi là ai võ quyết nhớ ra tô hàn xuất thân từ thái huyền môn bèn nói huynh đệ ta là cố an chẳng lẽ ngươi biết tô hàn nghe vậy sắc mặt hơi thay đổi thanh kiếm trong tay không tự giác hạ xuống võ quyết thấy vậy cũng ý thức được đối phương có thể có quan hệ với Cố An, hắn trầm giọng nói, bất kể ngươi có quan hệ gì với Cố An, sau này đừng nhắm vào hắn, nếu không ta sẽ không tha cho ngươi." Tô Hà nghe lời võ quyết nói, không hề tức giận. Năm xưa ở Huyền Cốc, những ngày tháng ở Đệ Tam dược cốc là khoảng thời gian hắn nhớ nhất. Ngay cả khi Cố An từng khuyên hắn từ bỏ tu vi, hắn cũng không oán hận, vì hắn biết sư phụ muốn tốt cho hắn. Chỉ là hắn không thể buông bỏ thù hận, cũng không tin tưởng Thái Huyền môn quỷ mẫu, chúng ta đi thôi, tìm kiếm những thiên kiêu kim bản khác, tô hàng cao giọng hô, hắn nhìn võ quyết một cái thật sâu, cảm thấy người này có thiên phú không thua kém gì an hạo. Có thiên tài như vậy làm bằng hữu, cố an thật có phúc. Đi thôi. Giọng nói của đàm hoa quỷ mẫu vang lên, chu Ngục đột nhiên xuất hiện đã phá vỡ kế hoạch của họ, đánh tiếp cũng không có ý nghĩa. Nghe vậy, cửu u thập tam lệ lập tức rút lui. Chu Ngục giơ tay lên, ra hiệu cho các tu sĩ chu gia khác không đuổi theo. Võ Quyết nhìn bóng lưng rời đi của Tô Hàng, không nhận được cao giọng hỏi, ngươi có quan hệ gì với Cố An, Tô Hàng không trả lời, cũng không quay đầu lại. Ở một bên khác, Cố An thu hồi thần thức. Hắn có thể cảm nhận được đàm hoa quỷ mẫu sắp ra tay với Tô Hàng. Hai năm nay, tu vi của Tô Hàng tăng lên cực nhanh, khí tức cũng ngày càng bất ổn, bất cứ lúc nào cũng có thể tẩu hỏa nhập ma. Hiện tại, cô hàng không chỉ ra tay với những người truy sát hắn mà còn săn lùng cả những thiên tài kim bản không hề oán thù đã hoàn toàn bước vào ma đạo cố an không nghĩ nhiều rửa kiếm xong liền tiếp tục lên đường thế đạo loạn rồi có người cứu người có người giết người hắn chỉ muốn thu thập thêm thọ mệnh trong phạm vi không trái với đạo nghĩa của bản thân trong cung điện dưới lòng đất tối tăm ánh lửa bập bùng chiếu rọi lên vách đá hai bên đại điện là những cột đá khổng lồ một con rắn nhỏ vẫy đỏ nhanh chóng uốn éo bò đến trước bậc thang nó dựng thân lên nhìn về phía thân hình vạm vỡ đang nằm trên ghế đá ở trên cao bệ hạ minh giang đại vương đã sát nhập vào thiên ngụy hoàng triều không bao lâu nữa đại khương hoàng triều cũng sẽ không chịu nổi rắn vẫy đỏ thè lưỡi âm thanh thỏ thẻ như nữ nhân ngồi trên ghế đá chính là yêu hoàng hắn mặc một chiếc áo bào tím rộng thùng thình trên vai khoác một tấm da của loài yêu thú nào đó quanh cổ đeo một chiếc vòng sâu bằng những chiếc đầu lâu khuôn mặt hắn giống người nhưng hai bên má mọc lông đỏ đôi mắt như chim ưng mái tóc đen dày có hai chiếc sừng nhọn hắn nằm dựa trên ghế như một ngọn núi nhỏ thân hình to lớn khiến người ta có thể cảm nhận được sức mạnh đáng sợ ẩn chứa bên trong yêu hòa nhìn xuống con rắn nhỏ vẫy đỏ chậm rãi hỏi yêu tổ đã xuất quan chưa rắn vẫy đỏ trả lời tạm thời chưa xuất quan gần đây nhu cầu của hắn ngày càng lớn thậm chí còn ăn cả những con yêu quái canh giữ hắn yêu hoàng nheo mắt, chìm vào suy nghĩ. Trắng vẫy đỏ tiếp tục nói, bệ hạ, thần nghĩ rằng chúng ta không cần dựa vào sức mạnh của yêu tổ cũng có thể sang bằng tam triều nhân tộc. Chỉ cần ngài có thể tru sát phù đạo kiếm tôn, huyền thiên ý, đạo quân, trường sinh đạo nhân căn bản không đáng lo. Yêu tổ quá mức cổ quái, thần luôn cảm thấy, cảm thấy gì? Cảm thấy yêu tổ đối với chúng ta cũng là một kiếp nạn, nói xong, nó thè lưỡi, chăm chú nhìn yêu hoàng. Yêu hoàng lạnh nhạt nói, có phải kiếp nạn hay không, đợi yêu tổ xuất quan rồi nói. Trắng vẫy đỏ nghĩ đến điều gì, vội vàng hỏi, ngài muốn để hắn đi chiến nhân tộc trước, yêu hoàng không trả lời mà hỏi lại, đã điều tra rõ ràng chưa, rốt cuộc là ai đang giúp đỡ những yêu vương kia đột phá, vẫn chưa, những yêu vương đó đều không chịu nói. Bệ hạ, ngài cũng biết, đám gia hỏa này kẻ nào cũng ngấm ngầm toan tính. Bất quá, Thần lại phát hiện ra một việc khác. Việc gì? Lệ ma bị phong ấn năm vạn năm sắp phá phong rồi. Nghe vậy, Yêu Hoàng lập tức ngồi thẳng dậy, thân thể liên tục nghiêng về phía trước, nheo mắt hỏi, "Thật không?" Trắng vẫy đỏ đáp, "Dòng ma khí phun ra từ dưới đất ngày càng nhiều, tám phần là thật." Nhưng lệ ma rốt cuộc bị phong ấn ở đâu, chúng ta cũng không truy tìm được. Yêu Hoàng dường như nghĩ đến điều gì, lạnh lùng cười một tiếng, "Yêu tổ phục sinh, lệ ma phá phong." Vô số trùng hợp hội tụ lại với nhau thì không còn là trùng hợp nữa. Đáng tiếc, yêu sư chết quá sớm, nếu không còn có thể thử hắn một phen. Nói ra, hắn cũng đáng thương, chết rồi mà cũng không có ai báo thù. Vị chủ tử mà hắn nói xem ra chỉ coi hắn là quân cờ. Trắng vẫy đỏ không lên tiếng, dường như không muốn tiếp tục chủ đề này. Người đến Thái Huyền môn một chuyến, tìm cách gửi lời cho phù đạo kiếm tôn. Yêu hoàng ra lệnh trắng vẫy đỏ nghe vậy thân rắn rung lên vội vàng nói bệ hạ thần hửm, yêu hoàng ngắt lời nó sau đó đứng lên một luồng yêu uy đáng sợ bao trùm lấy nó trắng vẫy đỏ không thể không cúi đầu phục sát xuống đất tỏ ý khuất phục hoàng hôn cố an thông qua truyền tống trận đến đệ tam dược cốc sắc mặt hắn hơi âm trầm những gì chứng kiến và nghe thấy hôm nay lại một lần nữa là mới nhận thức của hắn về nhân tính khiến tâm trạng hắn rất tệ từ khi yêu ma đại kiếp bùng nổ hắn càng ngày càng chán ghét một số người hơn cả chán ghét yêu ma nhân và yêu chiến đấu đó là cuộc chiến sinh tồn của chủng tộc có thể không nói đạo nghĩa nhưng trong lúc nguy nan đồng tộc tương tàn lại càng đáng ghét hơn cố an bước đến tiểu cát của mình bên trong đang có người đợi hắn cập nhật bắt đầu hết chương cố an đẩy cửa bước vào trông thấy thẩm chân đang ngồi trên ghế của mình đọc sách Hắn nhận ra tu vi của thẩm chân đã tăng lên đáng kể, bèn sử dụng một thuật thăm dò tuổi thọ. Thẩm chân, kết đang cảnh tầng 9 130 phần 760 phần 2560 hả? Tuổi thọ tối đa sao lại tăng? Cố an nhớ rõ tuổi thọ tối đa của nàng chỉ hơn 1.000 năm, giờ đã gấp đôi. Chẳng lẽ nàng thật sự có thể ngộ đạo từ trong bức tranh? Cố an đóng cửa lại, đi đến trước bàn, hỏi, sao ngươi lại đến? Thẩm chân đặt cuốn sách xuống, mỉm cười, sao? ta không thể đến ư. Xem ra ngươi và đạo lữ sống rất vui vẻ, chẳng muốn ta xuất hiện nữa. Cố an lườm nàng một cái, nói, ta không có đạo lữ. Đại tu sĩ trong cốc của ngươi chẳng phải muốn nhận ngươi làm đạo lữ sao? Nàng tu vi cao, lại xinh đẹp, nam nhân bình thường đều không thể từ chối. Thẩm chân nhìn hắn, giọng có chút treo chọc. Cố an nhướng mày, ta không phải nam nhân bình thường. Muốn làm đạo lữ của ta, trước tiên phải thành tiên đã thẩm chân cười nếu người ta thành tiên rồi sao còn để mắt đến ngươi lúc đó ngươi có còn ở đây không chẳng lẽ ngươi cứ mãi mơ tưởng tiên nữ hạ phàm ban cho ngươi ân sủng cố a ngồi xuống cười nói ta là người viết sách ngươi cũng vậy người viết sách thích mơ mộng chẳng phải sao ừ có lý ta thì mơ phù đạo kiếm tôn xuất hiện trước mặt muốn nạp ta làm đạo lữ thẩm chân gật đầu ánh mắt nhìn cố an chờ phản ứng cố an nghiêm túc nói cũng có hy vọng đấy thẩm chân mím môi nói tiếp gần đây ta ngộ ra rất nhiều điều từ một bức tranh còn cảm nhận được khí tức của chí bảo ta định ra ngoài tìm bảo vật ngươi có đi cùng ta không đi tìm bảo vật sao cố an vội lắc đầu hiện nay thiên hạ đại loạn ra ngoài chẳng phải tìm chết sao ta không đi thẩm chân nhíu mày bức tranh đó đến từ trong hoàng cung đại ngu là hoàng đế ban tặng phụ thân ta, nghe nói đã có lịch sử 6.000 năm. Ta có thể cảm nhận được bảo vật đó không chỉ có một, đây là cơ duyên hiếm có, ta chỉ chia sẻ với mình ngươi. Cố an đáp, đa tạ ý tốt của thẩm cô nương, nhưng vẫn thôi vậy. Với tu vi của ta, đi theo chỉ làm vướng bận ngươi. Thẩm chân lộ vẻ không vui. Cố an tưởng nàng sắp giận, nhưng nàng lại hỏi, quan hệ của ngươi với lục linh quân thế nào? ngươi có thấy nàng đáng tin không ngươi muốn nhờ nàng đi cùng tìm bảo vật ừ ta cảm thấy nơi đó không phải mình ta có thể xông vào nàng ấy đáng tin nhưng ta cũng không thể đảm bảo hoàn toàn ngươi cũng biết đấy lòng người khó đoán vậy ngươi giới thiệu dùng ta có ngươi làm trung gian nếu nàng còn muốn hãm hại ta sau này cũng khó đối mặt với ngươi thấy thẩm chân mỉm cười cố an mới hiểu đây mới là mục đích thật sự của nàng cố an suy nghĩ một lúc rồi đồng ý sau đó hắn dẫn thẩm chân đến tìm lục linh quân lục linh quân phần lớn thời gian ở dưới gốc cây huyền thanh để ngộ đạo nghe yêu cầu của cố an và thẩm chân nàng không bận tâm lắm nhưng khi thẩm chân lấy bức tranh ra nàng mới động dung cố an cũng cảm nhận được từ bức tranh có một tia khí tức đại thừa cảnh xem ra nơi đó thật sự có chí bảo rất nhanh hai nữ nhân lên đường cố an hiếm khi đến dưới gốc cây huyền thanh bèn dựa vào thân cây nhắm mắt dưỡng thần. Hắn hồi tưởng lại những gì đã thấy trong thời gian qua, những cảnh tượng chém giết liên tục vang vọng trong đầu. Đến tối, Cố An rời khỏi dược cốc thứ ba. Ánh trăng lạnh lẽo, trong rừng núi có một cơn gió nhẹ thổi qua. Cơ tiêu ngọc đang ngồi thiền dưới gốc cây, nhắm mắt dưỡng thần. Nghe thấy tiếng bước chân bên cạnh, nàng không khỏi mở mắt nhìn. Đó chính là Cố An trong hóa thân phù đạo kiếm tôn, cơ tiêu ngọc đứng dậy, Giơ tay hành lễ, tiền bối, ta đã có được một số tin tức về Thất Tinh Linh Cảnh. Nói đi." Giọng Cố An lạnh nhạt. Cơ Tiêu Ngọc bắt đầu kể, Cố An chăm chú lắng nghe. Nàng đã dò la được Thất Tinh Linh Cảnh muốn phong tỏa hải vực xung quanh đại lục, đồng thời lập ra một hoàng triều ở phía bắc đại lục, toàn bộ là hậu duệ của các tu sĩ Thất Tinh Linh Cảnh, đã thành lập được 400 năm. Trong Thất Tinh Linh Cảnh, họ nói rằng thánh địa không thể can thiệp vào sự phát triển của đại lục nhưng nhân tộc cần lưu lại hương hỏa, nên họ mới lập ra hoàng triều ở phía Bắc. Từ xưa đến nay đều như vậy, Tam Triều hiện tại cũng là do hậu duệ của các tu sĩ thất tinh linh cảnh ngày xưa tạo thành. Thất tinh linh cảnh chia thành bảy phái động thiên, mạnh nhất là nhất tinh động. Cơ gia hiện tại chỉ có thể tiếp xúc với thất tinh động. Cơ tiêu ngọc biết được tu sĩ mạnh nhất là động chủ thất tinh động, nghe nói đã là tiên nhân, trong thất tinh động có tới 20 tu sĩ đại thừa cảnh, tất cả đều là trưởng lão. Cố An cũng kinh ngạc trước thực lực của thất tinh linh cảnh. Thất tinh động yếu nhất mà có đến 20 tu sĩ đại thừa cảnh, một tiên nhân, vậy thực lực của toàn bộ thất tinh linh cảnh còn đáng sợ đến mức nào, ta đến tìm ngài lúc này là vì phát hiện thất tinh động đang đề phòng ta. Khi ta tu luyện, rõ ràng cảm thấy có thần thức theo dõi, nên ta nhân cơ hội trốn ra ngoài. Lần này đi, ta rất khó quay lại. Cơ tiêu ngọc nói, ánh mắt nhìn cố an nàng biết rằng tin tức này không nhiều lắm không có lợi cho việc hợp tác với phù đạo kiếm tôn từ khi biết phù đạo kiếm tôn đã một triều tiêu diệt yêu sư nàng đã có lòng tin vào hắn nếu trên đời này có người nào có thể lật đổ thất tinh linh cảnh thì đó chỉ có thể là phù đạo kiếm tôn cố an nói nếu không quay về được thì ở lại thái huyền muôn đi đợi yêu ma đại kiếp kết thúc muốn đối kháng thất tinh linh cảnh cần tam triều hợp lực cơ tiêu ngọc gật đầu Ta đã đến Tiểu Thiên Địa của Thất Tinh Động, số lượng đệ tử gần 2 triệu người, tu vi phổ biến cao hơn tu tiên giới, Thất Tinh Linh Cảnh đã trở thành một thế giới riêng, thực sự cần tam triều hợp lực. Khi ngươi liên lạc với cơ gia, cố gắng đừng đánh động họ. Đối kháng Thất Tinh Linh Cảnh không thể vội vàng. Cố An nhắc nhở. Cơ Tiêu Ngọc gật đầu. Sau đó, Cố An biến mất tại chỗ. Cơ Tiêu Ngọc quay người đi vào sâu trong rừng. Gần cuối mùa hè, bắt cảnh báo nguy. Tu tiên giới rốt cuộc không thể chống đỡ được cuộc xâm lấn của yêu ma đại kiếp, liên minh nhân tộc buộc phải rút lui, thiên ngụy hoàng triều cũng vậy, nhân tộc phải chia ra chiến đấu. Thái thương hoàng triều mặc dù không bị ảnh hưởng bởi yêu ma triều cường, nhưng yêu ma trong hoàng triều ngày càng nhiều, dường như giết mãi không hết. Số lượng yêu quái cố an giết mỗi tháng không ngừng tăng lên, tuổi thọ đã vượt qua 4 triệu năm. Mặc dù còn rất xa mới đến 100 triệu năm tuổi thọ, nhưng Cố An không còn quá chấp nhất với chức năng tuổi thọ tiếp theo. Mối đe dọa của Thất Tinh Linh cảnh quá lớn, chỉ cần trên đại lục xuất hiện du tiên, hắn sẽ lập tức đột phá. Cho dù tuổi thọ đã tích lũy đến hơn 90 triệu năm, hắn cũng sẽ đột phá. Tuổi thọ chỉ là con số, sống sót mới là quan trọng nhất. Hôm nay, Cố An trở về Huyền Cốc, thay bộ y phục thường ngày rồi đi xuống lầu. Hắn không đến dược cốc thứ ba, ánh mắt nhìn về phía xa hắn cảm nhận được một luồng yêu khí đang tiến đến thái huyền môn cách huyền cốc khoảng năm ngàn dặm luồng yêu khí đó đang quanh quẩn trong một khu rừng dường như đang chờ đợi gì đó cách đó hàng chục ngàn dặm còn có một luồng yêu khí mạnh hơn đang áp sát xem ra tối nay sẽ có chuyện hay để xem gần chạng vạn đế tà rời thành tiến về phía luồng yêu khí đó một canh giờ sau dưới màn đêm đế tà đến trong rừng ánh mắt nhìn về con tiểu xà có vảy đỏ trên cành cây, nhíu mày hỏi, sao ngươi lại đến? Hắc nha yêu sứ đâu, tiểu xà vảy đỏ trả lời, từ khi hắn đến tìm ngươi, đã mất tích, chắc là bị phù đạo kiếm tôn giết rồi. Nghe vậy, sắc mặt đế tà hơi thay đổi. Cuối cùng hắn cũng biết tại sao mình còn sống, có lẽ khi đó phù đạo kiếm tôn đã nghe thấy lời hắn nói, nên không ra tay giết hắn. Phù đạo kiếm tôn thật đáng sợ, họ còn ẩn giấu yêu khí, ở ngoài thái huyền môn, vậy mà cũng bị phù đạo kiếm tôn phát giác, đã như vậy, ngươi còn dám đến. Đế tà chế nhạo. Tiểu xà vẫy đỏ nói, là bệ hạ sai ta đến. Người muốn ta gửi lời đến phù đạo kiếm tôn, liên quan đến yêu ma đại kiếp. Nhưng ta không biết phù đạo kiếm tôn ở đâu. Vậy ngươi gọi ta ra. Đừng nói ngươi nghĩ rằng ta đã gặp phù đạo kiếm tôn rồi. Đế tà hừ lạnh. Tiểu xà vẫy đỏ thè lưỡi, nói, Đế Tà, ngươi không cần địch ý với phụ hoàng ngươi lớn như vậy. Nhiều lúc người cũng bất đắc dĩ. Ngươi nghĩ rằng người chủ trương phục sinh yêu tổ sao? Chẳng lẽ không phải? Chẳng lẽ yêu sư có thể ép buộc phụ hoàng ta? Đúng vậy, hắn thực sự có thể. Câu trả lời của tiểu xà vảy đỏ khiến Đế Tà nhíu mày. Nó tiếp tục nói, tu vi của yêu sư thực sự không bằng bệ hạ, nhưng sau lưng hắn có một tồn tại mạnh mẽ hơn. Đó là tồn tại mà bệ hạ cũng không dám chọc tới. Hơn nữa, bệ hạ đã mất kiểm soát đối với yêu ma đại kiếp. Nếu ngươi rời khỏi thái huyền môn, đi ra ngoài xem, sẽ hiểu. Những yêu quái xâm lấn nhân tộc đều đã hóa ma, tính tình hung bạo, bao gồm cả những đại yêu vương. Đế tà chìm vào im lặng. Tiểu xà vẫy đỏ nói tiếp, yêu sư nói yêu tổ chỉ là võ hồn, không có ý thức tự chủ, nhưng sự thật không phải vậy. Bệ hạ không thể kiểm soát được yêu tổ, càng không thể khống chế được quần yêu trong thiên hạ. Bệ hạ lo lắng rằng yêu ma đại kiếp này không chỉ nhằm vào nhân tộc, mà còn nhằm vào yêu tộc. Đế tà hít sâu một hơi, hỏi, vậy nên người muốn đàm phán với phù đạo kiếm tôn, cùng đối phó yêu ma đại kiếp, đúng vậy. Tiểu xà vẫy đỏ đáp. Nó đang định nói thêm, đột nhiên quay đầu nhìn về phía sâu trong rừng, trầm giọng hỏi, ai, đế tà cũng quay đầu nhìn theo, chỉ thấy trong bóng tối có một thân ảnh chậm rãi bước ra. Khi hai con yêu nhìn rõ người đến, sắc mặt đều thay đổi tiểu xà vẫy đỏ càng run rẩy toàn thân. Hắc ức yêu vương, ngươi, tiểu xà vẫy đỏ run rẩy nói, giọng đầy sợ hãi. Đế tà cũng cực kỳ căng thẳng. Chỉ thấy một nam tự áo đỏ từ trong bóng tối bước ra, tóc tai bù xù, chân trần, trông như người bình thường, không có đặc trưng của yêu quái, chỉ là sắc mặt tái nhợt, giữa chân mày toát ra tà khí. Hắc ức yêu vương nở nụ cười lạnh lẽo, giọng chế nhạo, yêu ma đại kiếp bắt đầu lâu như vậy, Yêu Hoàng Bệ Hạ vẫn chậm chạp không ra tay. Bản Vương tò mò lý do nên theo các ngươi đến Thái Huyền môn. Không ngờ bệ hạ lại muốn khuất phục nhân tộc, Bản Vương không đồng ý, đêm nay sẽ hắn chưa kịp nói hết, đột nhiên có một bàn tay đặt lên vai hắn. Hắc ấm Yêu Vương cảm nhận được vai phải của mình bị đè chặt. Hắn theo bản năng muốn nhảy tránh ra, nhưng yêu lực của hắn như đông cứng lại, hoàn toàn không thể điều động được. Sắc mặt hắn thay đổi dữ dội. Và trong lòng bản năng sinh ra một nỗi sợ hãi khôn cùng. Tiểu xà có vảy đỏ và đế tà cũng trợn tròn mắt. Chúng nhìn thấy sau lưng Hắc Ấm Yêu Vương xuất hiện một bóng ma, là một thân ảnh thần bí, toàn thân bao phủ bởi ma khí màu tím đen. Phù đạo kiếm tôn, đế tà đoán ra ngay thân phận thật sự của bóng ma. Cả người hắn cứng đờ, không dám cử động. Hắn là không dám động, còn Hắc Ấm Yêu Vương là không thể động. Cố An đứng sau lưng Hắc Ấm Yêu Vương, Ban đầu, hắn định nghe hát ấm yêu vương tiết lộ chút tin tức, nhưng nghĩ lại, có gì mà phải nghe chứ, trực tiếp tìm hiểu linh hồn cho nhanh. Xác định hát ấm yêu vương có địch ý với nhân tộc là đủ rồi, hát ấm yêu vương đã cố gắng hết sức, nhưng vẫn không thể điều động yêu lực, càng không thể để nguyên thần thoát ra. Ánh mắt hắn thoáng thấy một bóng người, khiến nỗi sợ hãi của hắn đạt đến cực điểm. Hắn đã sống hơn vạn năm, chưa bao giờ sợ hãi như thế này. Ngay cả khi xưa bại dưới tay yêu hoàng, hắn cũng không sợ đến vậy đây là nỗi sợ hãi trước sự vô tri đối phương chỉ dùng một tay đã trấn áp được hắn phá vỡ toàn bộ nhận thức của hắn hắn khó khăn mở miệng muốn nói gì đó nhưng đột nhiên một luồng thần thức khủng khiếp xông vào đầu hắn khiến đôi mắt hắn lập tức mất đi thần sắc tiểu xà có vảy đỏ vội vàng nhảy từ trên cành cây xuống bò rạp dưới đất run rẩy nói ta không có ác ý tiền bối đừng giết ta đế ta không nói gì mặc dù hắn biết phù đạo kiếm tôn sẽ không giết hắn, nhưng sự xuất hiện đột ngột của phù đạo kiếm tôn vẫn khiến hắn kinh hãi. Điều này làm hắn nhớ lại cảnh tượng yêu sư bị giết. Phù đạo kiếm tôn rốt cuộc là có tu vi cỡ nào, phải biết rằng, mặc dù hắc ấm yêu vương không phải là một trong 72 lộ đại yêu vương, nhưng tu vi của hắn cũng không kém yêu sư là bao. Lĩnh vực của hắn chính là khu vực yêu ma mà phụ hoàng của đế tà không thể thôn tính. Thấy phù đạo kiếm tôn không trả lời, đế tà và tiểu xà có vảy đỏ chỉ có thể chờ đợi chúng không dám chạy ngay cả hắc ấm yêu vương cũng bị trấn áp chúng chạy làm sao thoát còn đối đầu với phù đạo kiếm tôn ư đó chính là tìm chết đây là phù đạo kiếm tôn sao hóa ra lời đồn là thật tiểu xà có vảy đỏ sợ hãi nghĩ nghe đồn yêu sư bị phù đạo kiếm tôn giết chết chỉ bằng một nhát búa nó từng cảm thấy chuyện này thật hoang đường không thể nào phóng đại đến mức đó tuy nhiên dù không phóng đại như vậy việc phù đạo kiếm tôn có thể tru sát yêu sư cũng đủ khiến nó khiếp sợ khi yêu hoàng giao cho nó nhiệm vụ này nó gần như sụp đổ trên đường đi nó đã cố gắng lắm mới điều chỉnh được tâm lý thế mà đêm nay nó lại suýt sụp đổ lần nữa quá đáng sợ không đúng quá dọa yêu điều này còn dọa yêu hơn cả khi nó đi gặp yêu tổ hai con yêu chờ đợi suốt hai canh giờ trong khoảng thời gian này từng giây từng phút trôi qua đối với chúng như một năm vô cùng đau khổ và chờ đợi. Lúc này, tay phải của cố an bùng lên ngọn lửa màu xanh, nhanh chóng bao phủ lấy hắc ấm yêu vương. Dưới ánh mắt chứng kiến của hai con yêu, hắc ấm yêu vương bị thiêu thành cho bụi trong thời gian ngắn ngủi, không kịp để lại cả hồn phách. Ngươi đã thành công đoạt lấy 7.090 năm thọ mệnh của hắc ấm yêu vương, Nirvana tầng 3. Tốt thật, không ra ngoài vô ích, dựa trên ký ức của hắc ấm yêu vương, hắn từng là một thiên tài lừng lẫy trong yêu tộc, thậm chí có thời kỳ còn vượt qua cả Yêu Hoàng. Đáng tiếc, sau này Yêu Hoàng có được một cơ duyên lớn, vượt xa hắn. Nếu hắn không đến Thái Huyền môn, hắn còn có thể sống hơn 7 vạn năm nữa. Sống yên ổn không tốt sao? Cố An nghĩ thầm, ánh mắt hắn hướng về tiểu xà có vảy đỏ. Yêu đan của Hắc Ấm Yêu Vương rơi vào tay Cố An. Hắn ném nó vào túi trữ vật để phòng khi cần dùng đến đáng tiếc là hắc ấm yêu vương không mang theo túi trữ vật hay nhẫn trữ vật. Tên này quá tự phụ, đã nhiều năm rồi không sử dụng pháp khí. Tiểu xà có vẫy đỏ vội vàng nói, tiền bối có phải là phù đạo kiếm tôn, mặc dù nó đã đoán ra, nhưng vẫn phải hỏi một câu, dù sao đây cũng là nhiệm vụ do yêu hoàng giao phó. Ừ, cố an đáp một tiếng. Tiểu xà có vẫy đỏ thở phào nhẹ nhõm, nói tiếp, yêu hoàng bệ hạ cử ta đến đây, hy vọng có thể liên thủ với ngài, cùng nhau đối kháng với tồn tại phía sau yêu sư và yêu tổ. Sau khi yêu ma đại kiếp kết thúc, yêu tộc nguyện ý hòa bình với nhân tộc, dù sao đại lục này cũng quá rộng lớn, không cần thiết phải tranh đấu đến mức một chủng tộc bị diệt vong. Cố An hỏi, ai đứng sau yêu sư, tiểu xà có vẫy đỏ trả lời. Bệ hạ nói rằng, vị tồn tại đó tự xưng là thiên mệnh lão tổ, không thể xác định là người hay yêu. Tu vi của hắn vô cùng mạnh mẽ, có thể dễ dàng phong ấn yêu lực của bệ hạ thiên mệnh lão tổ rất có thể là tán tiên trong truyền thuyết, cao hơn đại thừa cảnh hai đại cảnh giới, tán tiên, đế tà lần đầu tiên nghe thấy cảnh giới này, đứng một bên vô cùng kính cẩn. Cố An hỏi tiếp, cụ thể là hợp tác như thế nào, hắn cần thấy được thành ý, tiểu xà có vẫy đỏ nói, bệ hạ ở trong yêu ma chi địa, không tiện phát động chiến tranh, nhưng sẽ phái yêu đến hỗ trợ nhân tộc. Những con yêu đó đều được bệ hạ bí mật bồi dưỡng. Đến lúc đó, chúng có thể xuất chiến với thân phận bằng hữu của thái huyền môn để đế tà thống lĩnh bệ hạ có thể tuyên bố ra ngoài rằng đế tà đã phản bội bao nhiêu yêu tu vi ra sao ba con đại thừa cảnh mười con huyền tâm cảnh cùng với một ngàn yêu chúng tu vi thấp nhất cũng là độ hư cảnh nghe đến đây đế tà kinh ngạc nhìn tiểu xà có vảy đỏ hắn không ngờ phụ hoàng lại âm thầm bồi dưỡng nhiều đại yêu quái như vậy có vẻ như phụ hoàng đã có kế hoạch từ lâu trên mặt đế tà nở một nụ cười, đây là lần đầu tiên hắn công nhận phụ hoàng của mình. Cố An cũng cảm thấy yêu hoàng rất có thành ý, lực lượng này quả thực có thể giúp đỡ nhân tộc. Thấy phù đạo kiếm tôn im lặng, tiểu xà có vẫy đỏ bổ sung thêm, từ xưa đến nay, yêu diệt nhân, nhân diệt yêu, luôn hồi lặp lại, chỉ có thánh địa là trường tồn. Bệ hạ cảm thấy có điều gì đó bất thường, muốn thay đổi cục diện này. Dùng một câu trong sách của Thái Huyền Tiên Tôn các ngươi oán oán tương báo bao giờ mới dứt. Cố An quay lưng lại, để lại một câu, hãy để hắn đưa ngươi đến gặp các trưởng lão của Thái Huyền Môn. Hắn bước vào bóng tối, như thể chưa từng xuất hiện. Cảm ơn kiếm tôn đã thành toàn, ngày nào đó đại lục Thái Bình, yêu tộc nhất định sẽ ghi nhớ ân tình của ngài, tiểu xà có vẫy đỏ cao giọng nói, ngữ khí đầy hưng phấn. Đế tà cúi người hành lễ với Cố An, lễ nghi chu đáo. Một lúc lâu sau, tiểu xà có vảy đỏ mới thở phào nhẹ nhõm cảm khái nói kiếm tôn thật đáng sợ đó chính là hắc ấm yêu vương vậy mà nói chết là chết thậm chí không có cơ hội phản kháng ánh mắt đế tà kiên định nói như ngươi đã nói quán oán tương báo bao giờ mới dứt trong bóng tối ông trời đang nhìn tất cả có lẽ phù đạo kiếm tôn chính là vị cứu tinh sẽ thay đổi đau khổ của đại lục này tiểu xà có vảy đỏ gật đầu nó cũng nghĩ như vậy sắc thu bao phủ núi non Cố An đang dạo quanh dược cốc thứ ba, kiểm tra từng khu vườn. An tâm lặng lẽ theo sau hắn. Đã một tháng trôi qua kể từ đêm hắn tru sát Hắc ấm yêu vương. Thái huyền môn vẫn yên bình, nhưng Cố An để ý thấy ở khu vực trìa Thái huyền môn, có rất nhiều đệ tử đang xây dựng trận pháp truyền tống, đế tà cũng ở trong số đó. Rõ ràng, Thái huyền môn đã chấp nhận hợp tác với yêu tộc. Trong tình thế hiện tại, nhân tộc liên tục rút lui, tình hình ngày càng nguy cấp. Thái huyền môn muốn đánh cược một lần. Lý do họ dám cược chính là dựa vào sự tin tưởng đối với phù đạo kiếm tôn. Một lúc lâu sau, cố an dừng bước, dặn dò an tâm vài câu rồi một mình rời đi. An tâm nhìn theo bóng lưng cố an, chớp chớp mắt. Nàng cảm thấy khí chất của sư phụ ngày càng xuất chúng, có một cảm giác nào đó mà nàng không thể diễn tả được. Chính vì khí chất này mà nàng ngày càng cuốn quýt lấy cố an. Thấy hắn xuất hiện, nàng liền muốn lại gần, dù không nói gì cũng không cảm thấy buồn chán cố a ngự kiếm bay nhanh đến bệ trận truyền tống tiến vào huyền cốc đến huyền cốc hắn lại lặng lẽ rời đi không đến thiên ngai cốc mà đến một vùng biên thổ khác của thái thương hoàng triều trong một khu rừng cây cối đổ nát khắp nơi là huyết nhục toàn bộ đều là xác của yêu quái cảnh tượng vô cùng thảm khốc và đáng sợ trương bất khổ toàn thân đầy máu dựa vào vách núi thở hổn hển Mái tóc dài của hắn bị máu đông kết thành từng búi. Trên ngực hắn là những vết thương dữ tợn, trong mắt hắn tràn đầy vẻ mệt mỏi. Hắn lại vừa trải qua một trận chiến ác liệt. Kể từ khi yêu ma đại kiếp bùng nổ, hắn thường xuyên bị các yêu quái tấn công, ngay cả những tà vật cũng muốn công kích hắn. Hầu như cứ ba bốn ngày, hắn lại phải chiến đấu một lần. Liên tục bị thương, liên tục hồi phục, cũng có lần thoát chết trong gan tất, hắn quá mệt mỏi rồi nhiều lần hắn muốn từ bỏ nhưng mỗi khi nghĩ đến lời động viên của cố sư thúc hắn lại tràn đầy sức mạnh nghiến răng kiên trì không biết cố sư thúc có bình an không hiện nay có càng ngày càng nhiều yêu ma cường đại hoành hành khắp nơi hy vọng người không gặp nguy hiểm trương bất khổ nhìn đôi tay đẫm máu của mình lặng lẽ nghĩ hắn không còn người thân trên đời thậm chí không có cả bạn bè hắn chỉ có thể nghĩ đến cố sư thúc để chuyển hướng chú ý khiến mình không đau đớn như vậy hắn không để ý rằng trên đầu hắn có một người đang nhìn hắn. Chính là Cố An. Khí tức của Cố An đã hóa thành hư vô, với đạo hạnh của Trương Bất Khổ, hắn hoàn toàn không thể phát giác được. Nhìn thấy thương tích của Trương Bất Khổ, Cố An không khỏi xót xa. Từ sau lần chia tay trước, thỉnh thoảng hắn lại dùng thần thức để theo dõi Trương Bất Khổ. Dựa trên quan sát của Cố An, Trương Bất Khổ thiện lương hơn đại đa số người trên thế gian, hắn chưa bao giờ ức hiếp ai hay con yêu nào, gặp kẻ yếu còn dũng cảm đứng ra bảo vệ, nhưng rất ít người hoặc yêu quái nào chịu chấp nhận hắn dù được hắn cứu cũng chỉ ở bên hắn vài ngày rồi chia tay trương bất khổ luôn tìm kiếm đồng đội để mình không cô đơn dù bị thương bao nhiêu lần hắn cũng không oán hận lần suy sụp nhất của hắn vẫn là lần trước khi gặp cố an hắn muốn tự sát với tính tình và hoàn cảnh như vậy cố an cuối cùng không đành lòng quyết định giúp hắn một lần hắn thi triển thần thông thiên địa cửu biến hóa thân thành một con chim sẻ từ trên trời rơi xuống đậu trước mặt trương bất khổ hắn kêu vài tiếng để thu hút sự chú ý của trương bất khổ trương bất khổ ngẩng đầu nhìn khó khăn nở một nụ cười trên mặt nói chim sẽ nhỏ ngươi đang lo lắng cho ta sao cố an nhảy về phía trước rồi quay đầu lại tiếp tục kêu lên trương bất khổ không đáp cố an tiếp tục nhảy về phía trước rồi lại quay đầu lại lần này trương bất khổ hiểu rồi hắn cố nén đau hỏi ngươi muốn ta đi theo ngươi chim sẽ lại kêu vài tiếng trương bất khổ thấy vậy gắn gượng đứng dậy, tập tỉnh đi theo sau chim sẻ. Trên đường đi, hắn để lại một vệt máu dài. Ánh mặt trời chiếu vào người hắn, khiến những vết máu trên cơ thể hắn bắt đầu phát sáng. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.